Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, dù vốn ngân hàng hiện chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ, thế nhưng thực tế cho thấy đến 60% các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay vẫn chưa sử dụng nguồn vốn ngân hàng, trong đó một phần không nhỏ là bởi chưa tiếp cận được, mặc dù lãi suất vay hiện nay đã giảm rất nhiều. Vậy rào cản chính hiện nay là gì và giải pháp cụ thể để tháo gỡ những rào cản này ở đâu? Tất cả sẽ có trong chương trình Tạp chí Ngân hàng với chủ đề Vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phần 4 tuần này. Mời quý vị cùng theo dõi. Doanh nghiệp này hiện đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư thêm thiết bị máy móc. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì đại diện doanh nghiệp cho biết vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn vay từ ngân hàng. Theo chia sẻ của doanh nghiệp thì rào cản vẫn chủ yếu là tài sản đảm bảo. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hầu như là tụi tôi cũng như bản thân cũng như nhiều bạn bè, thí dụ họ mà đi vay tiền, nếu mà họ không có cái tài sản thế chấp thì chắc chắn là ngân hàng không cho vay. Nói với ngân hàng Việt Nam hiện nay vẫn làm cho anh chị, họ không phải thẩm định dự án, họ là thẩm định tài sản. Cái thẩm định tài sản là cái yếu tố cơ bản nhất của ngân hàng hiện nay. Còn lấy ngân hàng nước ngoài thì tại các nước khác người ta cái thẩm định tài sản nó sẽ đứng sau thôi. Trước mắt người ta sẽ thẩm định cái dự án. Dự án là có hợp lý không, mà có khả năng không, có tiềm năng phát triển không, người ta sẽ dựa vào dự án người ta cho vay. Còn Việt Nam mình á, trước mắt nếu không có tài sản cho nên thì hầu như là bế tắc. Nó là một cái trở ngại rất lớn. Trả lời cho vấn đề này, phía ngân hàng cũng cho biết về lý thuyết khi xem xét cho vay, các ngân hàng thương mại chỉ yêu cầu phải có tài sản đảm bảo khi doanh nghiệp vay vốn. Thông tin chưa minh bạch, phương án dự án vay vốn tiềm ẩn rủi ro hay doanh nghiệp chưa có uy tín với ngân hàng v.v. Nhưng thực tế, rất ít doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng được các yêu cầu của ngân hàng đưa ra. Vì vậy, các ngân hàng buộc phải dựa trên tiêu chí tài sản đảm bảo làm điều kiện cho vay và phải là tài sản đảm bảo đầy đủ tính pháp lý. Thì khi ngân hàng cho vay thì thường là theo quan niệm truyền thống thì các ngân hàng thường hỏi về tài sản đảm bảo. Mà nhất là khi mà cái quan niệm về tài chính nó vẫn còn khá khắt khe cho các nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ mà họ chưa có những cái gọi là cái hệ thống quản trị chuẩn. Thì ngân hàng dựa vào tài sản đảm bảo nhiều mà họ lại không có tài sản đảm bảo. Như vậy các cái khoản vay này thông thường đối với các ngân hàng và kể cả ngân hàng An Bình cũng vậy, là yêu cầu phải có tài sản đảm bảo. Thì tài sản đảm bảo cũng là một trong những rào cản hiện nay. Ví dụ chẳng hạn như là liên quan tới về đất nông nghiệp, tài sản đảm bảo là đất chẳng hạn, thì phần lớn đất dùng trong nông nghiệp là đất thuê hàng năm. Như vậy cái tính pháp lý cũng như là cái tính thỏa cái điều kiện cho vay theo quy định của pháp luật nó cũng chưa có đảm bảo được. Nếu không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản không đủ theo yêu cầu thì buộc các ngân hàng phải rất thận trọng và mất khá nhiều thời gian, công sức cho phân khúc khách hàng, doanh nghiệp SME. Bởi thông thường, đây là các khoản vay nhỏ, nhưng quá trình thẩm định và thu thập hồ sơ thì vẫn phải thực hiện đủ như cho vay các doanh nghiệp lớn. Như vậy, cùng một mức chi phí, công sức, nhưng hiệu quả cho vay lại không tương xứng, nên nhiều ngân hàng vẫn chưa mặn mà lắm với nhóm khách hàng này. Về phía hiện tại ngân hàng, thì cái việc xử lý các món vay mà của các doanh nghiệp siêu nhỏ thì mất khá nhiều thời gian, công sức, mà các cái món vay này thì không lớn. Cho nên ấy, là đứng về bài toán gọi là phân tích về chi phí lợi ích thì ngân hàng cũng thấy không phải là quá hiệu quả khi mà đi sâu vào cái nhóm phân khúc này. Chúng ta thấy là cái hoạt động cho vay các ngân hàng thì họ luôn luôn phải cân đối giữa cái hiệu quả kinh doanh với lại là cái vấn đề nợ xấu phát sinh. Nếu như mà một cái khoản cho vay mà cái nợ xấu quá lớn, cái khả năng để xảy ra cái món nợ quá lớn thì cái vấn đề cái doanh số từ hoạt động cho vay nó sẽ bị trừ ra bởi cái gọi là cái phần chi phí phát sinh từ cái khoản nợ xấu của khoản vay. Cho nên chúng ta thấy rằng là cũng có các ngân hàng vẫn có nhiều cái lý do để mà họ, thứ nhất họ từ chối hoặc là họ hạn chế cái room tăng trưởng tín dụng vào trong các cái đối tượng đó là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có thể thấy câu chuyện về khó vay vốn giữa doanh nghiệp và ngân hàng tập trung chủ yếu vẫn là vướng mắc về tài sản đảm bảo. Bởi bản thân ngân hàng cũng là doanh nghiệp, hoạt động dựa trên tiêu chí hoạt động an toàn, đảm bảo rủi ro và lợi nhuận, trong khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa là những doanh nghiệp thường không có hoặc có rất ít tài sản đủ để thế chấp.
Hiện nay, chủ trương giảm bớt sự phụ thuộc vào tài sản đảm bảo khi cho doanh nghiệp vay vốn đang được chính phủ rất quan tâm. Bản thân nhiều ngân hàng thương mại cũng có mong muốn đẩy mạnh khơi thông tín dụng cho doanh nghiệp, song còn lo ngại khi doanh nghiệp chưa có tài sản đảm bảo mà cũng không chứng minh được phương án kinh doanh khả thi nên cung cầu tín dụng khó gặp nhau. Vậy chìa khóa tháo nút thắt tín dụng này nằm ở đâu? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, trong kinh tế thị trường, ngân hàng là nhà kinh doanh tiền tệ. Họ phải lo bảo toàn vốn đã cho vay, nên tất yếu họ phải biết chắc người vay có gì đảm bảo cho số vốn này. Nhưng doanh nghiệp lớn thì có tài sản để đảm bảo. Còn đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ thì tài sản thế chấp không có hoặc rất ít. Cho nên, nút thắt của vấn đề nằm ở chỗ. Thông qua căn cứ nào đó để ngân hàng tin rằng số vốn cho người này vay sẽ được bảo toàn. Và giải pháp cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai này được xem là giải pháp tối ưu hiện nay. Có nghĩa là cho phép công nhận cái giá trị tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay để coi như cái đấy cũng là cái tài sản đảm bảo. Có nghĩa là khi mà cho giải ngân cho doanh nghiệp vay đó thì doanh nghiệp giám ngân hàng thương mại sẽ giám sát chặt chẽ cái dòng tiền nó đầu tư vào đúng cái lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thì như vậy là cái giá trị đồng tiền đó kết tinh vào trong cái tài sản và đầu tư trên đất của doanh nghiệp, như vậy thì cái đó cũng được xem là tài sản đảm bảo. Đấy cũng là một cái hướng để tháo gỡ. Thực tế mà nói thì chúng ta thấy rằng là cái tài sản hình thành trong tương lai hiện nay vẫn được xem như là một cái tài sản thế chấp hợp pháp cho phía ngân hàng. Ngân hàng hoàn toàn có thể là thực hiện là mua các cái máy móc thiết bị đó, rồi xong tiến hành là cho vay đối với các cái doanh nghiệp có nhu cầu và xem cái tài sản là máy móc thiết bị nó là cái tài sản thế chấp hợp pháp. Và tuy nhiên cái điều này nó phải cần có sự hướng dẫn của ngân hàng nhà nước, cũng như rằng là cái vấn đề quyết tâm thực hiện của các cái ngân hàng thương mại. Ở vai người trực tiếp cho vay thì các ngân hàng thương mại cũng khẳng định đã và đang nỗ lực đưa ra các giải pháp đa dạng hóa các tài sản thế chấp, chủ động tiếp cận đối tượng khách hàng là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể như việc phối hợp cùng các định tế tài chính, các nhà thầu để cấp tín dụng cho doanh nghiệp khi chưa có tài sản đảm bảo cho khoản vay đó. Hà cũng muốn đang phối hợp với các cái định chế tài chính, các cái hiệp hội để thông qua đó để triển khai các cái gói tín dụng. Thì khi chúng ta liên kết với nhau như vậy thì chúng ta sẽ hướng đến vấn đề gì, có là trong cái vấn đề tài sản đảm bảo sẽ được giải tỏa phần nào, bớt đi phần nào. Thì như vậy thì khả năng khai thông cái tín dụng cho cái đối tượng này nó sẽ là tốt hơn, là từ phía nội lực của chúng ta. Tuy nhiên, để tháo gỡ nút thắt tín dụng về tài sản đảm bảo không chỉ nằm ở một phía ngân hàng mà còn có sự đồng hành từ phía các doanh nghiệp. Về phần mình, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng nên cải thiện tính minh bạch, công khai thông tin, sẵn sàng hợp tác với các tổ chức tín dụng trong việc chứng minh dòng tiền vay vốn đi đúng nơi, đúng mục đích, để từ đó các ngân hàng có thể dựa trên nền tảng đó để cấp tín dụng cho các doanh nghiệp. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra những đột phá trong ứng dụng công nghệ, thay đổi lối sống và hoạt động của con người, cả phương pháp làm việc, định hình lại các giá trị, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ hoàn toàn mới. Sự phát triển của công nghệ ảnh hưởng sâu rộng, mang tính cải cách cho tất cả các ngành nghề, lĩnh vực trong xã hội và ngành ngân hàng không phải là ngoại lệ. Và việc ứng dụng công nghệ sẽ hỗ trợ như thế nào trong việc tháo gỡ nút thắt tín dụng giữa doanh nghiệp và ngân hàng? Phóng sự sau sẽ phân tích về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Không nằm ngoài xu hướng ứng dụng công nghệ trong cho vay, ngân hàng này hiện đã và đang triển khai ứng dụng công nghệ trong quá trình cấp tín dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, thông tin ứng dụng công nghệ này, ngân hàng sẽ phân loại được rủi ro doanh nghiệp để tiến tới quyết định cho vay hay không, và vay có cần thế chấp hay không. Công dụng của các mô hình này, nó là cái việc là phân loại cái tính chất rủi ro của khách hàng dựa trên gọi là lọc khá là tự động qua cái hệ thống score card này. Thế thì khi mà lọc qua hệ thống score card này thì doanh nghiệp sẽ được phân loại từ trên xuống dưới, và dựa trên cái đấy thì nó có rất nhiều những quyết định được đưa ra, nào là hạn mức vay bao nhiêu, lãi suất bao nhiêu, có cần tài sản đảm bảo hay không, hay là thời hạn vay là bao nhiêu, bao lâu cần phải thu hồi vốn, nó rất nhiều những quyết định được đưa ra như này. Thế như vậy cái đấy nó hơi thiên về cái câu chuyện là mô hình hóa một số lượng lớn các nhà doanh nghiệp để giúp cho cái công tác ra quyết định tín dụng đơn giản hơn nhưng mà vẫn xác thực. Rõ ràng việc ứng dụng công nghệ trong cho vay hiện nay là điều cần thiết để tháo gỡ nút thắt tín dụng giữa doanh nghiệp và ngân hàng, đặc biệt là nút thắt về tài sản đảm bảo để tiến tới cho vay dựa trên việc thu thập thông tin từ dữ liệu trên hệ thống công nghệ của ngân hàng. Từ đó, doanh nghiệp cũng có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn thông qua tín chấp. Họ phải coi như là ứng dụng nhanh những cái công nghệ 4.0 như Big Data để họ phân tích về khách hàng,
rồi nhận diện những hành vi của khách hàng hoặc là chấm điểm xếp hạng rủi ro của khách hàng nó cũng nhanh hơn, thì cái việc mà ra quyết định cho vay hoặc là tiếp cận tín dụng nó sẽ tốt hơn. Tôi nói một cái ví dụ như doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam thì rõ ràng cái vướng mắc lớn nhất trong vấn đề tiếp cận vốn đó là tài sản chấp. Nhưng nếu như sử dụng công nghệ 4.0 như các cái sáng tạo của fintech, người ta đưa ra các giải pháp platform cho cái câu chuyện và thu thập hàng mấy nghìn dữ liệu để xác định được cái hành vi của một cái doanh nghiệp nhỏ vừa chấm điểm xếp hạng, thì có thể sẵn sàng kết nối được cái nhu cầu tín dụng tại một cái thời điểm thích hợp của họ và cho vay ra bằng cách là chủ yếu là sẽ nâng cao khả năng cho vay tín chấp. Chúng ta thấy rằng là không chỉ tại Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới hiện nay đã áp dụng rất nhiều về cái công nghệ vào trong các hoạt động cho vay, để làm sao đó mà khi mà ngân hàng họ nắm được các cái thông tin, các cái dữ liệu, các cái giao dịch trong quá khứ cũng như là những cái cam kết của khách hàng trong những không chỉ là trong cái hoạt động vay vốn giữa doanh nghiệp với là ngân hàng, mà nó còn liên quan tới cái câu chuyện là những cái thông tin, những cái lịch sử giao dịch cũng như cái quá trình kinh doanh của cái doanh nghiệp đó. Khi mà doanh nghiệp họ nắm, khi mà phía ngân hàng họ nắm càng nhiều thông tin có liên quan tới cái hoạt động, tới cái lịch sử giao dịch của các cái ngân hàng đó thì ngân hàng hoàn toàn đủ tự tin để mà tiến hành cái hoạt động cho vay và dựa trên cái cơ sở là tín chấp. Trên cơ sở ứng dụng nền tảng công nghệ trong cho vay, các ngân hàng Việt Nam sẽ tiến tới việc xây dựng, thiết kế sản phẩm cụ thể dựa trên khó khăn của từng doanh nghiệp chứ không còn dựa trên chuẩn chung như trước. Điều này sẽ giảm bớt thời gian, chi phí cho ngân hàng trong quá trình thẩm định cũng như tăng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi được may đo với những tiêu chuẩn cụ thể riêng. Một trong các cái ưu điểm mà trong cái hoạt động kinh doanh dịch vụ của các ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam cũng như là cái hoạt động bình nói chung của các trong cái hoạt động ngân hàng của các nước trên thế giới thì chúng ta thấy rằng là người ta đã tiến một bước rất xa trong vấn đề ứng dụng công nghệ để đưa ra các cái giải pháp về tài chính, tức là ứng dụng cụ thể cho từng doanh nghiệp. Họ đưa ra các cái giải pháp rất cụ thể và nó hiệu quả cho từng doanh nghiệp hơn là như tại Việt, nhiều ngân hàng tại Việt Nam hiện nay vẫn là áp dụng theo cái mô hình cho vay cũ. Phần lớn là căn cứ vào trong các cái giấy tờ, các cái hồ sơ vay, phần lớn là căn cứ vào trong các cái tài sản thế chấp. Là trên cái nền tảng của công nghệ 4.0 thì cái việc nó tạo một cái tiện ích rất lớn cho các cái ngân hàng Việt Nam, ngân hàng thương mại Việt Nam để mà anh xây dựng được những cái thiết kế những cái sản phẩm mới phù hợp hơn với khách hàng, đáp ứng đa dạng hơn với mà nó mang chất là cá nhân hóa các sản phẩm đó cho mọi người dân có thể tiếp cận được. Thì anh phải nhanh chóng thiết kế những sản phẩm phù hợp như vậy và qua cái kênh cung ứng, đó là qua cái kênh về mặt công nghệ kêu là số, hay nói cách khác là kênh điện tử. Đặc biệt đối với khu vực vùng sâu vùng xa, người nông dân cũng như là các doanh nghiệp coi như nhỏ và siêu nhỏ của Việt Nam thì anh sẽ có thể tiếp cận nhanh được thị trường và kinh doanh trên cơ sở là cái quy mô lớn, tức là anh thu ít phí nhưng quy mô lớn thì anh sẽ thu được doanh thu nhiều hơn và như vậy thì sẽ chia sẻ được lợi ích giữa ngân hàng với khách hàng. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được nhiều chuyên gia dự báo sẽ tạo nên bức tranh hoàn toàn khác về thị trường dịch vụ ngân hàng trong tương lai, đặc biệt là dịch vụ cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự thay đổi này sẽ giúp khơi nguồn vốn tín dụng giữa doanh nghiệp và ngân hàng, tháo gỡ được những rào cản về tài sản đảm bảo, về lòng tin của ngân hàng đối với doanh nghiệp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên đề tạp chí Ngân hàng tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!